Hệ thống mặt trận Tổ quốc từ trung ương đến địa phương đã hoàn thành việc tổ chức 3 vòng hiệp thương chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Danh sách và số lượng chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được lựa chọn và thông qua. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 vừa qua có ý nghĩa then chốt trong quy trình 5 bước giới thiệu người ứng cử, đảm bảo chất lượng của ứng cử viên. Các đại biểu đã nghe, báo cáo về tình hình, kết quả lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với từng ứng cử viên rồi tiến hành thảo luận biểu quyết. Sự chọn lọc kỹ lưỡng, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật là cơ sở quan trọng giúp cho cử tri sáng suốt lựa chọn được những đại biểu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, đặc biệt là về năng lực, phẩm chất tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 tới. Hội nghị hiệp thương vòng 3 của thành phố Hà Nội, các đại biểu tham dự đều đánh giá quy trình lựa chọn ra các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội đã diễn ra rất chặt chẽ, dân chủ và khách quan. Có những con số biết nói để chứng minh cho nhận định này. Đó là sau hội nghị hiệp thương vòng 2, Hà Nội có 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên sau đó có 21 người nộp đơn xin rút, 11 người có tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đạt dưới 50%, một người bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội bắt. Vì vậy, còn lại 39 người lọt vào danh sách hiệp thương vòng 3. Cuối cùng chọn ra được 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Có 2 người dù đạt tỷ lệ 86% và 79% nhưng không lọt vào danh sách vì vẫn thấp hơn những người khác. Một người nữa bị loại bởi có tín nhiệm nơi công tác dưới 50%. Cái chuyện lấy ý kiến của cử tri, trước đây thì đại đa số là 100%, còn cái số mà hãn hữu mới có tức là 50, 60 hoặc 70, nhưng bây giờ thì thậm chí có những người 0% ở nơi cư trú. Cái điều đó nói lên cái gì, điều đó thực sự dân chủ được phát huy, người ta dám có ý kiến những cái mà người ta không muốn, không đồng tình. Các thành phần đến dự hội nghị hiệp thương rất đầy đủ. Trong hội nghị thì đã có sự dân chủ thực sự, là có các cái trao đổi, cũng như là khi biểu quyết thì cái số phiếu tín nhiệm nó cũng có sự thay đổi trong quá trình thực hiện biểu quyết cho từng cá nhân một để chúng ta làm sao chọn ra những người có chất lượng. So với hội nghị hiệp thương lần 2, ở vòng sàng lọc cuối cùng đã chọn lựa được những ứng viên xứng đáng hơn. Tại các vòng hiệp thương diễn ra trên cả nước, lẫn quá trình lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú, hồ sơ của từng ứng viên đều được trao đổi, tranh luận thẳng thắn. Đã có những ứng viên đạt thấp hơn 50% tín nhiệm của cử tri, thậm chí là rất thấp. Điều này cho thấy các cuộc lấy ý kiến cử tri đã diễn ra rất nghiêm túc, không hề hình thức. Điểm mới của kỳ này đó, nếu như người ứng cử không đạt cái tỷ lệ hơn 50% cử tri tín nhiệm sẽ không giới thiệu, bởi vì chính người dân họ sẽ thực hiện cái quyền của mình trong biểu quyết để chọn ai.